Trong quý 3, một số vấn đề nổi bật được người dân quan tâm kiến nghị gồm: cần có biện pháp giải quyết tình trạng để lộ thông tin dữ liệu cá nhân dẫn đến gia tăng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; việc cấp đổi, cấp lại, chuyển đổi biến đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm, thủ tục chuyển nhượng còn phức tạp. Dù luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực, đề nghị nhà nước xem xét đưa đối tượng giáo viên mầm non vào danh sách ngành nghề nặng nhọc. Nhân dân cũng bức xúc vì cải cách sách giáo khoa thay đổi nội dung liên tục gây khó khăn trong công tác dạy và học, lãng phí tiền mua sách giáo khoa hàng năm. Mong muốn các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu tại các trường học, nghiên cứu cho các em học sinh được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, đề nghị nhà nước có chính sách đưa các loại thuốc đặc trị bệnh vào danh mục thuốc trong bảo hiểm y tế để kịp thời chữa bệnh cho người dân. Từ hậu quả cơn bão số 3 vừa qua, kiến nghị các cấp cần quan tâm thực sự đến công tác phòng chống bão lũ, nhất là những vùng có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở. Nhân dân tại thành phố Vinh mong muốn có giải pháp để di dời người dân đang sinh sống trong các tòa chung cư Quang Trung cũ đã xuống cấp trầm trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, tiếp tục phối hợp tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tập trung tổng kết đánh giá xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2024, xây dựng chương trình hoạt động năm 2025, xác định các nội dung giám sát phản biện năm 2025, nắm và tổng hợp báo cáo tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc thù, những nơi có tiềm ẩn phức tạp, kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng giải quyết kiến nghị, đề xuất, bức xúc của nhân dân.